Theo các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, trẻ mắc bệnh đến khám điều trị đang có xu hướng tăng, trong đó nhiều trẻ phải nhập viện điều trị gây quá tải tại các khoa nhi. Tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long, bệnh nhi nhập viện điều trị hiện trên 150 trẻ, tăng gần gấp 3 lần so với các tuần trước đó. Nhiều trẻ phải nằm giường ghép do công suất của khoa nhi chỉ có 110 giường bệnh. Trẻ gặp hầu hết các bệnh liên quan đến đường hô hấp, tiêu hóa, nhiễm siêu vi, đặc biệt là bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết đang tăng nhanh, chiếm gần 40% bệnh nhi đang điều trị tại khoa. Theo bác sĩ, trẻ mắc bệnh có thể khỏi sau 5 đến 7 ngày theo dõi điều trị. Tuy nhiên, nếu không được theo dõi sát và điều trị kịp thời, vẫn có thể xảy ra biến chứng nguy hiểm đến trẻ. Trong đó, bệnh tay chân miệng, phụ huynh cần theo dõi các dấu hiệu nặng ở trẻ như sốt cao, khó hạ, giật mình, chới giới, đi đứng loạn choạng, cần báo ngay với bác sĩ để điều trị kịp thời. Dự báo của ngành y tế, thời tiết đang tạo thuận lợi cho dịch bệnh phát triển. Trẻ em là đối tượng dễ mắc bệnh do sức đề kháng yếu và hệ miễn dịch chưa hoàn chỉnh. Ngành chuyên môn khuyến cáo người dân cần quan tâm phòng bệnh cho trẻ ăn uống đủ chất, tiêm phòng đầy đủ các bệnh có vaccine và diệt mũi lăng quăng phòng bệnh sốt xuất huyết.